chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đề xuất file hack từ trình biên dịch IDE làm trực tiếp vào cho các chip Atomega. Thì như các bạn đã biết, ở trên kit Arduino thì cũng sử dụng là chip là dòng chip là chip ABR, cụ thể là Atomega 328. Ngoài ra thì nó có thể sử dụng cả Atomega 8, Atomega 168. Thì các bạn hoàn toàn có thể xuất được một file hack từ trình biên dịch IDE để làm trực tiếp cho các chip đấy mà không cần sử dụng qua bộ Arduino. Thì để xuất được file hack thì các bạn tiến hành như sau. Đầu tiên các bạn mở trình biên dịch IDE. Đây, nếu như các bạn chưa thích chọn ô compiling thì các bạn thích chọn compiling. Sau đấy các bạn bấm OK. Sau đấy các bạn sẽ tiến hành mở đường dẫn cài mặc định của Arduino, ví dụ như máy mình là OC Program File Arduino, các bạn mở thư mục IDE. Sau đấy các bạn tìm file đây, các bạn tiến hành mở nó bằng nút bằng open. Đây, các bạn sẽ kéo xuống dưới cùng của file này, ở đây các bạn sẽ xuống dòng cuối cùng. Sau đây các bạn sẽ mở, sẽ thêm cho mình một cái dòng lệnh như sau. Đây, dòng lệnh này thì chúng mình sẽ ghi ở bên dưới, các bạn copy paste vào đây. Các bạn sẽ thay cho mình cái địa chỉ đường dẫn này bằng địa chỉ mà các bạn muốn lưu file hack. Cụ thể ví dụ như ở đây của mình sẽ là OE Arduino file hack C làm chung V. Sau đó các bạn tiến hành lưu lại. OK, ví dụ như trên máy mình đây là Win10 thì nó sẽ không cho chúng ta chỉnh sửa trực tiếp một file ở trong OC. Thì các bạn có thể xử lý bằng cách như sau, các bạn sẽ thoát ra. Đây, các bạn có thể thoát ra, các bạn copy cái file này ra ngoài màn hình, paste. Sau đây các bạn tiến hành mở. Đây, và các bạn làm tương tự, các bạn sẽ thêm dòng lệnh này. Đây, cho địa chỉ đường dẫn các bạn muốn lưu vào đây, làm chuẩn C, làm chuẩn V. Sau đấy các bạn tiến hành lưu lại, xếp và thoát ra. Đây thì sau khi sửa xong thì các bạn tiến hành xóa file đã có trong này đi, delete, các bạn có file mới vào, continue. OK, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thử. Mình sẽ thử biên dịch file này làm file Merlin. Đây, mình sẽ thử biên dịch. Ở đây các bạn sẽ mở OC, cái đường mở cái đường dẫn khi nãy mà các bạn đã chọn, tức là của mình là OE này, Arduino này, file hack này. Thì đây các bạn sẽ thấy ở đây sẽ xuất hiện một số cái thư mục như sau. Thì ở đây mình chỉ cần chú ý đến là đây là library này. Thì ở đây nó sẽ, sau khi các bạn build code xong, nó sẽ toàn bộ các thư viện bạn sử dụng sẽ được lưu vào đây, sẽ có ở đây. Và ở đây chúng ta thấy có hai file hack, đó là hai file, một file là blink-ino.hack và blink-ino-wizard-loader.hack. Thì hai cái file này bản chất nó là một
về phần code và điều khiển nó giống nhau. Các bạn có thể thấy là blink cái này, file này thì bao gồm chưa cả bootloader, tức là sau khi các bạn nạp file này xuống thì lần sau các bạn vẫn có thể cắm vào và các bạn chạy với trình biến dịch IDE như bình thường, nó sẽ là một con chip được nạp bootloader. Còn mình file blink không thì nó sẽ chỉ là phần code các bạn đẩy xuống, không có phần bootloader của Arduino. Như vậy thì cái blink này nó sẽ nhẹ hơn so với là cái việc nạp cả bootloader xuống. Thì đây có thể là một cách để các bạn là đóng gói code của mình gửi cho, trong quá trình làm việc các bạn sẽ đóng gói code gửi đi và đấy thì nó sẽ build cả cái phần thư viện thì rất là tiện cho các bạn trong quá trình sử dụng. Đây, ở đây mình xin lưu ý các bạn như sau. Thì khi mà build ra file hack thì nó sẽ build, đây khi các bạn chọn boot thì các bạn chú ý là trước khi build để lấy file hack thì các bạn phải chọn đúng cái boot mà các bạn muốn làm. Ví dụ như trên con Arduino Uno mặc định nó là ATmega328 thì cái file hack sau khi bạn build ra bạn sẽ nạp xuống cho ATmega328. Hoặc là các bạn ở đây có thể chọn là nano với Arduino Uno thì nó giống nhau. Ở đây có một số dòng khác, ví dụ như là Arduino NG, thì đây các bạn sẽ thấy này, ở đây nó sẽ có chip là ATmega168 và ATmega8, thì các bạn phải chú ý chọn đúng cho mình cái loại chip mà các bạn sau khi muốn các bạn muốn sử dụng. Sau khi có được file hack, các bạn có thể sử dụng file hack này kết hợp với mảnh nạp ESP ở phần mềm ProGit như ở video trước mà nhóm review đã giới thiệu, để nạp code hack này xuống cho vi điều khiển AVR. Trên đây thì nhóm review đã giới thiệu cho các bạn cách để xuất file hack từ trình biến dịch IDE. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.